Đụng độ một đối thủ cùng lò, Arsenal của huấn luyện viên Mikel Arteta đã gặp muôn vàn khó khăn và phải rất may mắn thì họ mới có thể trở về Bắc London với một điểm trong tay. Bây giờ, bóng đá 24h.vn và trên đường pitch muốn gửi tới quý vị và các bạn một chút tường thuật về trận đấu cùng những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu tại Elland Road vào tối qua. Trên thực tế, Arsenal chỉ có đúng một chiến thắng ở 4 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Họ cũng chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn và thua trắng 3 trận. Do đó, chuyến làm khách đến sân của Leeds United, đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất sau 8 vòng đấu với 20 bàn thua, lại vừa thua 2 trận liền cùng với tỷ số 1-4, được coi như là cơ hội rất tốt để hàng công pháo thủ thông lòng. So với trận thua Aston Villa cách đây 2 tuần, Arsenal có 4 sự thay đổi khi Dani Ceballos và Granit Xhaka thay thế cho Mohamed Enneny và Thomas Partey, những cầu thủ mắc Covid-19 hoặc chấn thương. Tuy vậy, thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang sau những lời than thở khi phải ra trái đã được trả về đá trung phong với sự hỗ trợ từ hai biên của Willian, Nicolas Pepe cùng sao trẻ Joe Willock ở vị trí tiền vệ kết nối. Leeds United dù gặp đội nào thì họ cũng không hề tỏ ra e ngại và chủ động đối công với Arsenal. Đội bóng của gã điền Marcelo Bielsa tích cực tranh chấp, tạo sức ép ngay từ phần sân của đối phương. Dù vậy, đại diện đến từ London lại sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên khi quả tạt khó chịu của Pepe đưa bóng tìm đến sà ngang ở phút 21. Hai đội chưa ăn miếng trả miếng nhưng Leeds đã có nét hơn hẳn và nhiều pha đập nhả xuống biên hết sức nguy hiểm. Phút 28, Rafinha suýt chút nữa đã tạo ra siêu phẩm bằng cú sút xa đầy táo bạo. Chỉ vào phút sau, tiền đạo cắm Patrick Bamford buộc thủ môn Baleno phải trổ tài khi dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm. Bất chấp những điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như nhân sự của Mikel Arteta, Arsenal tiếp tục thể hiện sự bế tắc trong khâu tấn công. Pháo thủ dường như đang ngủ trên sân và suốt 45 phút thi đấu đầu tiên chỉ có 5 nỗ lực dứt điểm so với 13 của Leeds. Với Arsenal, không đều là kết quả chấp nhận được trước giờ nghỉ giải lao bởi họ chưa lép vế trong phần lớn thời gian. Ngay đầu hiệp 2, Arteta đã rút Willian để bổ sung hàng công bằng Reiss Nelson. Thế nhưng khi thay đổi của chiến lược gia người Tây Ban Nha còn chưa kịp để lại dấu ấn, Arsenal đã rơi vào cảnh thiếu người. Phút 50, cầu thủ Ejian Alioski đổ cục xuống sân sau pha va chạm với Pepe. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử pháo thủ vì hành vi húc đầu như Zidane năm nào. Đá lép vế, bế tắc lại chỉ còn 10 người, Arsenal buộc phải chơi lùi sâu. Trong khi đó, với lợi thế về mặt quân số, Leeds tạo ra sức ép nghẹt thở và có lúc còn kiểm soát bóng tới hơn 70%. Ngôi sao vào sân từ ghế dự bị Rodrigo Moreno có liền hai cú dứt điểm rất tốt nhưng đáng tiếc vẫn không phải là bàn thắng cho đội chủ nhà. Không cụ thể hóa lợi thế, chung cuộc Leeds chấp nhận chia điểm với Arsenal với tỷ số hòa không bàn thắng. Đây rõ ràng là một kết quả cực kỳ may mắn với các vị khách vì họ đã trình diễn một lối đá vô hồn và vô kỷ luật. Còn bây giờ, bóng đá 24h.vn và trên đường pitch sẽ gửi tới quý vị và các bạn ba điểm nhấn đáng chú ý nhất trận đấu này. Aubameyang đang trở thành Ozil. Cách đây chưa lâu, Aubameyang nói về ảnh hưởng của chiếc băng đội trưởng lên mình. Gần một năm sau ngày anh nhận vai trò này từ Granit Xhaka, anh chia sẻ: "Vâng, tôi nghĩ mình đã có những thay đổi. Mang băng đội trưởng khiến tôi cảm thấy trách nhiệm lớn hơn, thôi thúc tôi cống hiến hết mình ở từng trận đấu. Không phải tôi cố tình, nhưng có lẽ trong quá khứ đã có những trận đấu tôi không tận tâm như hiện tại. Giờ thì khác. Tôi tập trung 100% cho từng lần ra sân. Dù cho có ngồi dự bị, tôi cũng hò hét, cố giúp đỡ những đồng đội của mình. Chiếc băng đội trưởng đã thay đổi tôi như thế. Tôi nghĩ điều này khá quan trọng. Có những ngày tôi có phong độ không cao, tâm trạng không tốt. Nhưng giờ đây tôi luôn cố gắng nghĩ mọi thứ tích cực. Đó là tâm thế của tôi lúc này. Tôi luôn muốn giúp mọi người hạnh phúc, muốn cải thiện tinh thần cho họ. Đó là công việc của tôi và tôi làm nó một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi phải là hình mẫu cho các đồng đội. Nếu phải đến phòng tập để thực hiện bài tập thân trên chẳng hạn, tôi phải là người đến đầu tiên, các đồng đội sẽ theo sau. Mấy huấn luyện viên trong phòng gym luôn nói thế. Aubameyang à, cậu đến thì mọi người sẽ đến theo thôi, cậu biết điều đó mà." Aubameyang đã ghi tổng cộng 74 bàn sau 119 lần ra sân cho Arsenal kể từ khi anh đến sân Emirates, trong đó có 56 bàn sau 93 trận tại Premier League. Hai mùa gần nhất anh đều có 22 pha lập công ở giải Ngoại hạng Anh. Con số đó khẳng định đẳng cấp của chân sút người Gabon. Nếu tiếp tục chơi ở vị trí hiện tại, khả năng Aubameyang đuổi kịp thành tích của chính mình là không thể. Tuy nhiên, những con số thống kê mùa này đều chỉ ra anh đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Trước khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhận nhiệm vụ Arsenal, chân sút người Gabon chỉ mất có 126 phút để có bàn thắng. Nhưng dưới thời Arteta, con số đó của Aubameyang là 173 phút. Bên cạnh đó, số lần dứt điểm trung bình của Aubameyang cũng giảm. Trước kia, tuyển đạo số 14 dứt điểm 2,9 lần một trận, còn kể từ khi làm việc với huấn luyện viên này, con số đó chỉ còn là 2,3 lần một trận. Dù thế nào thì bây giờ người ta vẫn có quyền đặt ra câu hỏi rằng
liệu Alba có đang đi vào vết xe đổ của Ozil sau bản hợp đồng siêu khủng hay không. Leeds vẫn điên như Bielsa. Leeds là tân binh của ngoại hạng Anh 2020-2021, nhưng họ chẳng ngán bất kỳ đội bóng nào, kể cả là Liverpool. Sau 3 trận đấu với các đội bóng đại gia thuộc nhóm Big Six, Leeds thua 1 và hòa 2. Rõ ràng các ông lớn Premier League muốn giành chiến thắng trước Leeds của Bielsa là điều chẳng dễ dàng. Phía trước Leeds sẽ là 2 trận đấu gặp những con ngáo ộp khác như Chelsea và Man United. Nhưng nếu cứ chơi như hiện nay thì đội bóng này chẳng sợ bất cứ điều gì. Trên băng ghế chỉ đạo, người ta thán phục gã điên Marcelo Bielsa với câu nói người ta coi ý tưởng của thằng cha này là điên rồ cho tới khi nó trở thành sự thực. Vâng, chiến lược gia gốc Nam Mỹ đưa Leeds trở lại Premier League sau gần 2 thập kỷ và bây giờ tiếp tục thổi hồn cho đội bóng áo trắng thành một trong những đại diện trời máu lửa nhất giải. Dấu chấm hết cho Pepe. Ở trận đấu này, tình huống đáng chú ý nhất là màn thiết đầu công của Nicolas Pepe. Phút 50, tiền đạo người bờ biển Nga có pha húc đầu phi thể thao đối với Ejian Alioski bên phía Leeds, khiến cầu thủ này đổ gục xuống sân. Sau khi tham khảo VAR và tận mắt xem lại tình huống, trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử phá thủ. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tỏ ra rất tức giận với hành động thiếu suy nghĩ của Pepe. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết tình huống này đã khiến tinh thần của cả đội đi xuống và tiền đạo 25 tuổi xứng đáng bị đuổi khỏi sân vì đó là hành vi không thể chấp nhận được. Vâng, sau khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài Anthony Taylor, Pepe đã lặng lẽ bước ra khỏi sân đấu. Vâng, nếu mọi người theo dõi khoảnh khắc đó, chúng ta sẽ thấy đôi mắt tẽn tò của tiền đạo người bờ biển Nga. Đúng là ánh nhìn rất ái ngại của một cầu thủ chưa bao giờ thể hiện được đúng kỳ vọng từ số tiền kỷ lục mà Arsenal phải chi ra mua anh. Một ánh mắt mà dường như là sự kết thúc của một giai đoạn sự nghiệp.